Chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn những kiến thức về vận đơn đường điền. Những kiến thức này là những kiến thức rất là phù hợp cho những bạn làm các công việc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp, đặc biệt là những các kiến thức tôi lưu ý kỹ hơn dành cho các bạn làm công việc kế toán. Thế thì vận đơn đường điền là gì và chức năng vận đơn đường điền thì tôi đã chia sẻ các bạn ở video trước rồi. Các bạn có thể tìm cái video đấy để các bạn xem cho trường hợp bạn chưa hiểu rõ về định nghĩa vận đơn đường điền và chức năng của nó. Và sau khi đã hiểu được bản chất vận đơn đường điền và chức năng vận đơn đường điền rồi thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách phân loại của vận đơn đường điền. Như các bạn đã biết, mỗi một cách tiếp cận khác nhau thì sẽ cho chúng ta mỗi một sự phân loại khác nhau. Và với vận đơn đường điền hiện nay thì chúng ta đang có 6 cách phân loại vận đơn. Cụ thể các cái cách tiếp cận phân loại này như sau. Thứ nhất đó là căn cứ vào phê chú của thuyền trưởng thì vận đơn đường điền được chia thành hai loại, một là vận đơn hoàn hảo, hai là vận đơn không hoàn hảo. Thì bạn hãy nhớ cho tôi như một vấn đề như thế này: khi mà người bán giao hàng cho cái đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển thì cái người cung cấp dịch vụ vận chuyển đấy họ sẽ cần phải kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các cái kiện hàng để phát hiện mọi thiệt hại hao hụt về số lượng và sai lệch về chất lượng hàng hóa dựa vào cái tình trạng của cái hàng mà họ nhận để họ vận chuyển ý. Lúc này cái người thuyền trưởng sẽ phát hành một trong hai vận đơn, một là vận đơn hoàn hảo, hai là vận đơn không hoàn hảo. Vận đơn hoàn hảo còn có tên gọi là clean BL thì cái vận đơn này khi mà nó được phát hành thì lúc này bạn sẽ hiểu cho tôi rằng hàng hóa xuất nhập khẩu được vận chuyển đang ở tình trạng tốt, tức là họ đã nhận hàng, họ kiểm tra thấy hàng hóa của bạn đáp ứng tốt về mặt số lượng, chất lượng và tình trạng hàng. Vì vậy là lúc này họ sẽ phát hành cái vận đơn hoàn hảo. Còn cái trường số 2 đó trường hợp khi mà họ đã kiểm tra kỹ lưỡng về hàng của bạn và họ thấy rằng hàng của bạn đang có những các cái vấn đề về số lượng, về chất lượng, ví dụ như là hàng bị bể vỡ hoặc là hàng có mùi hôi hoặc là hàng bị ẩm ướt vân vân. Thì lúc này cái vận đơn mà họ sẽ phát hành ra không phải là vận đơn hoàn hảo nữa mà nó sẽ là vận đơn không hoàn hảo. Thì vận đơn không hoàn hảo có một cái tên gọi khác, đó chính là unclean BL hay là dirty BL. Thì đây là cái vận đơn cho thấy là hàng hóa đã bị thiệt hại trước khi vận chuyển. Bạn nhớ chưa ạ? Thế thì với cách phân loại và sự phê chú của thuyền trưởng, chúng ta sẽ thấy yên tâm khi mà chúng ta nhận được vận đơn hoàn hảo và chúng ta sẽ nhìn thấy những vấn đề về hàng của chúng ta ở cái tình trạng mà khi chúng ta giao hàng cho cái người vận chuyển. Trong trường hợp là chúng ta sẽ tiếp nhận vận đơn không hoàn hảo khi họ cung cấp cho chúng ta. Các bạn nhớ vấn đề này. Và cách tiếp cận số 2 để phân loại vận đơn đường điền đó là căn cứ vào tình trạng xếp dỡ hàng hóa. Thì lúc này vận đơn sẽ được chia thành hai loại, một là vận đơn đã xếp hàng và thứ hai là vận đơn nhận hàng để xếp. Thế thì đọc cái tiêu đề của vận đơn đã xếp hàng và vận đơn nhận hàng để xếp thì bạn sẽ hiểu rằng một cái vận đơn đã xác nhận rằng hàng đã được xếp lên tàu, còn một cái vận đơn mới chỉ xác nhận rằng họ đã nhận hàng thôi còn họ chưa xếp lên tàu, đúng không ạ? Vậy thì nói một cách chi tiết hơn thì tôi có thể chia sẻ các bạn như sau. Vận đơn mà đã xếp hàng thì là vận đơn có thể hiện cái tình trạng hàng hóa đã được bốc qua lan can tàu và nó đã nằm trong khoang tàu rồi. Trong đó vận đơn đã bốc hàng lên tàu sẽ được ghi chú với các cụm từ là shipment on board hoặc là on board. Còn vận đơn nhận hàng để xếp thì là vận đơn thể hiện người vận chuyển họ mới chỉ nhận hàng thôi và trong đó có cái cam kết là sẽ đưa hàng đến đúng cái cảng đích. Cách phân loại số 3 về vận đơn đường biển đó là căn cứ vào giá trị sử dụng lưu thông. Thì này vận đơn sẽ được chia thành hai loại, một là vận đơn gốc, hai là vận đơn copy. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ hiểu vận đơn gốc có tên gọi khác là original BOL. Đây chính là vận đơn được ký bằng tay và có thể giao dịch và hàng hóa có thể chuyển được. Còn vận đơn bản sao, tức là có một cái tên gọi khác là copy PL, thì đây là bản sao của vận đơn gốc và trên vận đơn này không có chữ ký tay và có dấu copy và thường không giao dịch được. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì bạn hãy like và bấm nút theo dõi kênh Kế toán Lệ Ánh Official của tôi để tôi dễ dàng chia sẻ cho các bạn thêm những kiến thức giá trị. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo của tôi.